Hello, xin chào các bạn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách đi tàu điện ngầm ở Hàn Quốc nha. Bây giờ mình đang đứng ở cái ga tàu điện ngầm này. Ở ngã tư có tàu điện ngầm đây. Cái ga phía trước mình là cái hố xuống, cái cửa xuống tàu để đi tàu điện ngầm này. Có cái cột thông báo là ga Kê Miên Tè cửa số 4. Đấy. Bây giờ mình bắt đầu mình đi xuống nha. Phía trước mình là cái cầu thang cuốn là đi lên không phải đi xuống nha. Mình đi xuống mình phải đi cầu thang leo bộ. Đây các bạn nhìn này. Rất là sâu nha. Bây giờ mình phải cuốc bộ xuống đây đã. Ở các ga trung tâm ấy, thì họ mới có cầu thang cuốn đi lên mới cầu thang cuốn đi xuống. Còn ở ga này cũng không phải là trung tâm lắm. Nên chỉ có cầu thang cuốn đi lên thôi các bạn. Phía kia là cũng là đường xuống nhỉ các bạn. Đây là mình đã xuống được một tầng rồi nhá, mình đã xuống dưới lòng đất rồi nhá. Thế bây giờ mình phải đi tiếp. Các bạn thấy cái biển Tha Lân Cốt này này. Là các bạn chỉ về mũi tên về tay trái các bạn đi xuống đây. Ở dưới là thì có cầu thang đi lên và cầu thang đi xuống, à cầu thang cuốn. Xuống ở tầng thứ hai rồi. Đây là phía dưới của ga. Đây là chị. Bây giờ mình ra mình mua vé nhé. Ở phía trước mình là những cái máy bán vé tự động nha các bạn nhé. Mình đang ở cái ga mà có cái chấm đỏ đỏ này. Ở thành phố này có 3 đường tàu, đường màu xanh và màu đỏ và màu vàng. Thế bây giờ mình đang ở cái chấm màu đỏ này này. Ở cái ga Kê Miên Tè, rồi mình đi đến sang cái đường số 2 này. À đường số 1, tức là đường màu đỏ. Mình đi về cái ga Ayang này. Ayang. Sao mình nếu mà mình đi sang đường màu đỏ nên mình phải đến cái chấm này nên mình phải đổi tàu, đổi sang đường số 1 đi về phía bên kia, về phía An Sim mà đường kia. Bắt đầu mình mua vé nhá. Đây. Mình mua vé là mình là người lớn nên mình mua là Inban. Đây là trẻ em, Erinin là trẻ em này, Trung Xuân Liên này thì ấn Trung Xuân Liên, mà Inban là mình là người lớn nên mình ấn Inban. Một vé hết mình tư won. Cái chỗ bỏ vé đây này, ta bỏ tiền đây này. Đấy, 1.400. Tương đương gần khoảng. Hơn 20.000, 25.000 tiền Việt Nam thôi một chuyến đi. Các bạn muốn đi từ đâu thì đi. Đi một ga cũng ở đường tàu này, đi một ga cũng cùng đấy số tiền, mà đi hết ga cũng cùng đấy số tiền.
Bây giờ mình đi về phía bên này. Nếu các bạn đi về phía bên kia là đi ngược chiều, đường tàu ngược lại. Ở đây là mình đi phía bên này. Nếu mà các bạn đi nhầm ý, thì các bạn lại đổ sang bên kia, các bạn ngược lại thôi. Chỗ mũi tên màu xanh là mình đi vào đây. Có mũi tên chỉ xuống. Nếu các bạn đi xe đạp về, các bạn để phía bên kia cũng được, mang xuống dưới ga này để cũng được. Bây giờ mình xuống tiếp một tầng nữa, tức là tầng thứ ba rồi đấy. Đây là phía dưới ga này. Tàu vừa đi rồi. Bây giờ các ga tàu điện của Hàn Quốc họ đều lắp cửa, hết, để tránh tai nạn xảy ra không. Khi tàu đến thì cửa mới mở ra. Hồi xưa thì họ không lắp đâu, nhưng mà bây giờ mình thấy họ, ga nào họ cũng lắp hết. Lắp hết cửa. Nên là cái máy bán nước tự động. Ở đây là đắt thì khoảng chai nước lọc này là 1.500.000 này, khoảng 30.000 từ Việt Nam này. Còn bình thường là 7 béc, rẻ rẻ là 7 béc, khoảng hơn 10.000 tiền Việt Nam. Chỗ này là cái đường của cầu thang máy của chỗ cụ già hoặc là người tàn tật đi không? Mình đi cũng được, nhưng mà đa số người già mới lại người, những người trẻ em hoặc là người đi xe lăn này. Bây giờ mình phải đợi tàu một chút, mới thế. Mình nhìn nào, ga nó dài dằng dặc này. Ở dưới đều có sơ đồ tàu điện ngầm hết các bạn. Đấy, bây giờ là họ đang thông báo là tàu đi về phía Dương Nam Tề. Tàu đang chuẩn bị đến các bạn. Và nhớ là tàu đều có các camera an ninh. Mình đi vào buổi sáng sớm, bây giờ chỉ là 6 giờ sáng thôi các bạn, nên chắc cũng vắng. Chỉ lác đác mấy người thôi. Đây, bây giờ tàu đến rồi. Đấy, bây giờ đến rồi, mở cửa ra bây giờ mình vào. Đây mình ở cái ga đầu tiên. Mình ở ga đầu tiên.
buổi sáng nên hơi vắng, cho nên chỉ có mấy người thôi ha. Vừa đến một ga nữa rồi đấy. Mỗi ga tàu chỉ cách khoảng 1 cây hoặc 2 cây thôi. Nếu xa nhất thì khoảng hơn 3 cây thôi, hơn 3 km thôi. Các ga ở trung tâm thành phố thì nó ngắn hơn, hoặc là xa trung tâm thành phố thì nó dài dài hơn. Dần là có nhiều người hơn. Thôi nhá. Bây giờ thời gian mình phải trải qua 7 ga nữa, 7 ga nữa thì cũng phải tương đương khoảng 10 phút nữa, hơn 10 phút nữa. Cho đến lúc nào đến ga đổi tàu thì mình sẽ lại quay tiếp cho các bạn nhé. Bây giờ mình tạm dừng. Nên là bây giờ cứ đi thẳng đến chỗ đổi tàu thôi. Khi nào đến đổi tàu thì mình lại quay hướng dẫn các bạn tiếp. Bây giờ bởi vì thời gian nếu mà quay liên tục thời gian nó nhiều lắm, khoảng mấy chục phút thôi.
도가입등기는이번역에서내려야합니다 This stop is 용산용산bên kia tàu cũng đang đến bây giờ mình đang chuẩn bị đến chỗ đổi tàu bây giờ mình đã đi đến đây rồi ra Ba Đôn Tàng mình đã đi từ Kê Mên Tèn đến Ba Đôn Tàng rồi bây giờ mình đổi sang đường số 1 đường màu đỏ tức là đến Hai Ăng nên là mình phải đi về phía An Sim đi về từ đầu này rồi đến đây thì mình nghe như mình phải đi về phía An Sim nên bác các bạn đi về phía đằng kia là các bạn ngược đường ạ nên các bạn phải nhìn cái quãng đường nào nó có cái ga của mình lên ấy thì mình lên các bạn ngược đường bây giờ mình ra mình đổi tàu đây đổi tàu họ có cái đường hướng dẫn màu đỏ này đường dẫn đường số 1 đây cái đường số 1 về phía Te Cốc An Sim thì mình có mũi tên mình đi thẳng lên này đấy. Bây giờ nếu các bạn về phía Te Cốc ấy, ga lên của bạn là bên phía Te Cốc mà có ga lên thì các bạn đi về phía Te Cốc đi về phía đằng kia đấy. Còn mình về phía An Sim có cái ga của mình lên nên mình về phía An Sim là mình đi lên đây đấy. Nó đều có biển hướng dẫn hết mới lại đổi sang đường tàu là nó họ hướng dẫn hết các bạn không biết đường các bạn cứ nhìn những cái chỉ dẫn của đường tàu rất là đơn giản đấy. Nếu các bạn đến ga này lên thì các bạn cứ thấy cái biển màu vàng là các bạn đi lên này là những cái chỗ người ta chỉ đi lên ấy đi ra nếu mà đến ga này đây mình đổi sang đường số 1 tức là mình lên tầng trên đường số 1 nó chạy ở trên tầng trên đường số 2 nó sâu hơn đây hai đường này nó song song này đây là đường màu xanh và màu đỏ đường màu xanh thì là mình từ đường số 2 mình đổi sang đường số 1 rồi mình bây giờ mình đường từ đường số 2 mình đổi sang đường số 1 không có người thì lại từ đường số 2 đổi sang đường số 1 có quán super nhưng mà chưa đến giờ lên người ta chưa mở bây giờ mới có 6:30 thôi đây bây giờ mình đã lên ga tàu của đường số 1
mới đi nên để phải đợi. Báo là tàu chuẩn bị đến. Bây giờ đường tàu xuống màu đỏ lên. Tàu người ta cũng sơn màu đỏ, nó có gạch màu đỏ không? Và trong đường tàu số 1 đi mấy ga nữa là đến ga cho mình lên. Bây giờ thì mình đã đến chuẩn bị đến ga của mình lên rồi. Buổi sáng tàu rất là vắng. Bây giờ là mình đi lên. Bây giờ là mình đã xong, đã trải qua một quá trình trải nghiệm tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm này họ chạy tốc độ có khoảng tối đa là 100 km/h nhé, nhưng mà họ để vận hành là khoảng đi vào khai thác là khoảng 80 km/h thôi. Mà chạy nhanh quá bởi các ga nó gần nhau quá không chạy nhanh được, rú lên một chút là đã tới rồi lên. Nếu mà chạy tốc độ cao là trong khi là phanh không kịp không, nên chỉ duy trì ở tốc độ 80 km/h được. Nếu mà các tàu siêu tốc hoặc là các tàu nhanh là khoảng 300 km/h thì phải đấy là tàu hỏa các bạn ạ. Đấy là tàu đi liên tỉnh, còn mình đi tàu này tàu điện ngầm nên họ chỉ là những tàu để chạy ở trong thành phố, là vận hành khách để di chuyển ở trong thành phố thôi. Thế, kiểu như gọi như là tàu đi chợ ấy. Đây là cái ga mình đi lên này. Bây giờ mình bỏ vé vào đây này. Bỏ vé đây và đi ra. Ai ăn kêu bây giờ mình cửa mình lên là cửa số 1.
ở dưới các ga tàu của Hàn Quốc họ hay lắp cái máy đo huyết áp, với lại đo chiều cao cân nặng nha các bạn nhé. Đây là máy đo huyết áp miễn phí các bạn nếu muốn kiểm tra huyết áp thì các bạn cứ kiểm tra không mất tiền đâu. Mình đã kết thúc quá trình đi tàu điện ngầm.